Rồi, trở lại với toàn thể anh em với kênh Sơn Lao Audio nhá. Giới thiệu cho anh em con âm ly này, âm ly đen, biển áp xuất âm Nhật, bóng Nga. Con này là hàng vỏ phay CNC bằng vỏ kèn bằng tre. Nói chung là tuyệt vời luôn. Đợt trước cũng đã giới thiệu cho anh em ruột gan con em âm ly này rồi đấy. Anh em con âm ly này là khá nặng, nên giới thiệu anh em là để em xem mà nghiêng nghiêng này đây, mở cái ai da. Đây, ruột gan, ruột gan cho anh em xem, tuyệt vời nhá. Để anh em thấy đấy mới gọi là một âm ly đèn. Ơi dạ, một tay hơi nặng, nhẹ nhàng tí rồi. Anh em, có nhu cầu thì liên hệ nha, siêu rẻ luôn. Nếu anh em nào đam mê về đèn thì không phải nghĩ luôn. Đấy. Còn vẫn như đợt trước em đã giới thiệu, anh em nào đã có CD ô tô, muốn lên những cái bản dài như âm ly kèm hai loa hai bên, thì anh em phải liên hệ với em nha. Đã lắp loa chuẩn luôn, chỉ việc đặt đầu vào thôi. E căng đầy đủ cho anh em rồi. Nói chung là zin luôn. Lắp loa như một cái đài. Đấy. Và điểm nhấn của bên em là gì? Xít luôn. Đấy. Điểm nhấn bên em là tất cả bộ bo mạch. Tất cả một bộ bo mạch hiện đại. Tất cả bo mạch hiện đại đấy ạ. IC quản lý, ba con IC, IC giải mã, IC công suất, IC nguồn đầy đủ. Ra AV out, âm ly, âm áo ngoài, áo sắp, áo tai nghe đầy đủ. Dây jack zin cứ thế cắm vào thôi. Đây anh em nha, anh em nào có nhu cầu mua những cái tấm đít như thế này để về ốp cho CD mà không cần làm vỏ, thì anh em cứ mua những từng tấm này cho em bán cho anh em. Còn đây là những bộ vỏ em cũng đã làm sẵn rồi, làm sẵn cho anh em để anh em chuẩn bị chuyển cho anh em. Đấy. Đây là con V5 Pro hàng đặc biệt em đã làm riêng cho bác khách. Next bài. Nghe ta nói thì quá sướng. Rồi ok, cảm ơn anh em nha.